Vừa hạ cánh tại sân bay Phú Quốc, đội tham gia cuộc thi Let's Fish Việt Nam hành trình kỳ thú đã đối mặt với thử thách đầu tiên, vượt qua đỉnh Tiên Sơn, trong tập 2 và 3, phát trên Netflix và Danet tối 16 tháng 8, một trong những ngọn núi cao nhất của Phú Quốc, nơi mang lại khung cảnh bình minh tuyệt đẹp nhất trên hòn đảo xinh đẹp này. Trong thử thách này, hai đội, Robin đội đỏ và Dino Vũ đội xanh lá, đã cạnh tranh để đu dây vượt qua các khúc cua dốc dựa trên đường đến đỉnh. B.H. Rocker Nguyễn và Robin của đội đỏ đã may mắn rút lá thăm số 1, mang lại lợi thế về thời gian so với các đội còn lại. Trong khi đội tím, Ninong và Dudat có lá thăm số 2, nhưng họ đã phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các đội khác. Quãng đường xa và địa hình gồ ghề đã tạo ra nhiều khó khăn cho các thí sinh trong việc di chuyển và chinh phục đỉnh Tiên Sơn. Dù vậy, họ đã không quên ghi lại những khoảnh khắc độc đáo của chặng đua này để sử dụng cho sản phẩm reel của mình. Sau khi vượt qua thử thách đu dây, đội đỏ và đội xanh lá đã đến đỉnh núi đầu tiên, nhưng họ phải tiếp tục thử thách tiếp theo, chinh phục Tiên Sơn đỉnh. Ở thử thách này, hai thành viên của mỗi đội phải phối hợp ăn ý để vượt qua thử thách đu dây trên vách núi. Những người xem, bao gồm Trấn Thành, Harry Won, Minh Triệu và Kỳ Duyên, đã há hốc mồm vì độ khó của thử thách này. Đội tím đã gặp khó khăn khi thí sinh Đu Đất có ngoại hình hơi mũm mĩm, khiến việc leo lên trở nên khó khăn. Mặc dù có sự cổ vũ và hỗ trợ, nhưng đội tím không thể vượt qua thử thách này và đã phải dừng cuộc chơi. Thủ môn tài năng ASEAN đến từ đội xanh dương cũng đã phải cố gắng hết mình để vượt qua thử thách đu dây này. Trong tập mới nhất của chương trình thực tế Let's Fish Việt Nam, đội chơi đội hồng đã tạo ra một bất ngờ lớn khi thành viên Zelo vượt qua thử thách một cách dễ dàng, đưa đội lên dẫn đầu và tiến vào thử thách tiếp theo. Trong khi mọi người không ngờ rằng cô gái nhỏ Zelo có thể thể hiện sự mạnh mẽ và khả năng leo lên một ngọn núi cao như vậy. Không chỉ riêng đội hồng, đội vàng cũng có một phần thắng riêng khi thành viên Kili đã xuất sắc thực hiện thử thách. Tuy nhiên, họ đã gặp phải sự khó khăn trong việc trao đổi thông tin và hiểu rõ ý đồ của nhau, đặc biệt là giữa Kili và Olivia. Sau khi vượt qua thử thách đầu tiên, 7 đội chơi còn lại đã được chia thành hai nhóm để thực hiện hai thử thách đặc trưng của vùng biển Phú Quốc. Nhóm thứ nhất tham gia vào thử thách làm bún quậy, nơi mà Thảo Nhi Lê và Dino Vũ của đội xanh lá, cùng với Ninong và Đu Đắt của đội tím, cùng nhau thể hiện kỹ năng nấu nướng và tạo nên một món ăn đặc sản nổi tiếng của đảo Ngọc. Trong khi đó, nhóm thứ hai tham gia thử thách lặn biển, cấy san hô. Đội đỏ, Rocker Nguyễn Robin, đội cam, Jolly Brandon, đội hồng, Zelo Anaisa và đội vàng, Kili Olivia đã có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại dương khi thực hiện nhiệm vụ cấy san hô. Được hỗ trợ bởi những người đồng hành là Trấn Thành, Harry Won, Minh Triệu và Kỳ Duyên, các đội chơi đã cùng nhau chinh phục thử thách khó khăn này và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng những sản phẩm reel độc đáo. Trong tập mới nhất của chương trình thực tế Let's Fish Việt Nam, các đội chơi đã đối mặt với những thử thách đa dạng tại đảo Ngọc Phú Quốc. Khám phá một vùng đất lãng mạn, người chơi đã học và chế biến các món ăn theo yêu cầu từ người hướng dẫn. Nếu bạn thích sự ngăn nắp, bạn sẽ tham gia vào việc dọn dẹp một phòng deluxe family theo tiêu chuẩn. Còn nếu bạn muốn thư giãn, bạn sẽ được học cách thực hiện massage hoặc tìm hiểu cách chào đón khách trong spa. Sau một ngày thử thách căng thẳng tại Phú Quốc, 14 thí sinh đã cùng nhau tham gia bữa tiệc nhỏ để thư giãn và nâng cao tinh thần đồng đội. Đội xanh lá, Dino và Thảo Nhi Lê đã xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ và đạt đích đầu tiên, nhận được phần thưởng đặc biệt là một đêm nghỉ tại căn villa cạnh biển với đầy đủ tiện nghi. Trong khi đó, đội cam, Jolly và Brandon đã phải trải qua hình phạt ngủ lều ngoài biển, nhưng họ lại là nhóm có điểm số reel cao nhất trong tập này. Tập 5 và 6 của Let's Fish Việt Nam hành trình kỳ thú sẽ được phát sóng trên Netflix châu Á và kênh giải trí Danet vào 20 giờ ngày 22 tháng 8. Các sản phẩm reel ấn tượng của các đội chơi đã mang đến những cái nhìn độc đáo về hành trình khám phá đảo Ngọc của họ. Câu chuyện tình bạn đáng ngưỡng mộ của Zelo và Anaisa từ đội hồng được thể hiện qua sản phẩm reel, gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Đội vàng, Kili và Olivia đã trở thành những hướng dẫn viên du lịch tài ba với những thước phim chia sẻ về vẻ đẹp độc đáo của Phú Quốc từ phong cảnh đến ẩm thực và đời sống động vật.